Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc em một buổi xem video vui vẻ lắm rồi. Và ở video này thì Khải vừa thấy bớ quang, hạt này có vẻ là của Quyền đây, Tờ Sơ Gaming đây. Khải soi đồ cho anh em xem thử đồ đạc của Quyền như thế nào. Hôm bữa giờ là thấy dân sông đao anh em ơi, đánh tông kim giành luôn top 2 của Khải bữa giờ rồi. Chung là soi đồ cùng xem thử nha anh em ơi, hiệu ứng thử như thế nào nha. Đầu tiên chúng ta xem vào cái vũ khí đi. Vũ khí sinh lực 118, hiệu ứng chón 40, dòng 1, nón cũng lấy cho mình sinh lực 1 lực và hiệu ứng chón 40. Chắc chắn với em rằng set đồ này sẽ đặt mắc chón 40 rồi. Chón 80 chứ, đặt mắc chón 80 rồi. Dây chuyền kháng cả 12, trời dây chuyền ngon ấy. Nhưng mà 2 thổ. Rồi một áo hờ kim, một áo hờ kim là kích cái nón với lại vũ khí dòng 1 lấy cho mình mắc chón 80 rồi. Đại lưng làm chậm 40, nhẫn làm chậm 40, hai cái đại lưng và nhẫn làm chậm, đai lưng làm chậm 40, nội lực 120, nhẫn làm chậm nội lực 138, khá là ok cho Thí Yên luôn, tại vì Thí Yên sẽ cần nội lực rất là cao nè mình, tại vì một cái đòn trưởng của Thí Yên dao động đến từ 75 đến 81 mana này, nên là rất cần mana, quá đẹp. Hiện tại ngập bội hiện tại đai lưng chứ, đai lưng với nhẫn này thì đặt mốc 80 làm chậm và 80 chó như năm, chắc chắn trên này là mọc này, nhẫn dưới mọc này, nó dày mọc luôn, đó. Ui, dày ngon vãi rồi, dày quá đẹp nè mình, 30 tốc 29. No 1 rồi. Đai lưng này cũng dặn quá đẹp anh em ơi, 540 này. Nhẫn này mua Khải 10 kim này, quá chắc luôn. Bao tay khăn lôi 29 rồi, đồ quá ngon nha. Khăn lôi 15. Chủ cái nhẫn trên với lại ngập bồi hơi kém một tí thôi, nhưng mà chắc chắn sẽ sắm lại rồi. Người không nói. Nói chung là set đồ của Nguyên thì đặt mốc 85 chậm và 80 chón anh em ơi. Và khăn lôi khá cao, phục hồi cũng khá đẹp luôn anh em ơi. Và đi kèm với set đồ như thế này thì đánh quá chắc luôn rồi. Không biết tối nay thì có lên được hơn top Quyền hay không, nhưng mà cố gắng em ơi, hôm qua thua Quyền 1-2 top rồi đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trận tống kim thôi em ơi. Anh em xem video này đừng quên để lại cho Khải một like chia sẻ, cũng như ủng hộ Tờ Sơ Gaming một like chia sẻ nha em ơi.